Luôn luôn luôn. Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming nha. Và Duy Khải chúc anh em xem video vui vẻ mời. Ở video này thì nói chung thì sau mấy ngày thì bây giờ thì Kim Ngân Bảo nó cũng được được giá lại một tí nữa, là Khải vừa bán vài cục để lấy một ca dạng nè. Đó là một ca dạng để chuẩn bị ép vũ khí phát sáng. Thì vũ khí phát sáng là như thế nào thì anh em cũng hay hỏi trên kênh Khải là vũ khí phát sáng là như thế nào, mà thấy mấy ông cầm vũ khí sáng đẹp quá giống một kiểu môn phái. Thì đó là vũ khí phát sáng đó nè. Ép thì nó hiệu ứng là phát sáng lên, thì chúng ta nhìn cái thở thì nó đẹp hơn một chút đó, rồi nó đẹp hơn một chút, với lại lúc mình đánh thì nó sẽ khác hơn bình thường một chút nè. Đó vậy thôi, đơn giản này Khải cho anh em xem này. Ví dụ như anh đường môn nó đánh, ví dụ như những phái khác thì nó sẽ đánh kiểu khác nè. Đây ví dụ như Khải cắt tiền nè, đây như phái khác nó đánh thì không nói, như đường môn đó, đường môn đang đánh bảo vũ thì nó đánh, anh em thấy nó gầy gầy cái tay không đó, thấy chưa, nó gầy gầy tay không đó. Rồi chuẩn bị bây giờ thì Khải sẽ ép phát sáng cái vũ khí lên, thì nó sẽ đánh cái kiểu khác nè. Đó thì nó sẽ đánh cái kiểu khác, và cái tay phát sáng thì đường môn nọ thì nó không có vũ khí nè, nên là cái tay nó sẽ phát sáng lên, thì nó sẽ có cái đẳng cấp thì nó khác gì cái kiểu dáng đánh, với lại nó sẽ đẹp hơn một chút về cái hiệu ứng băng cái tay nè. Đây anh em xem, được Khải ép phát sáng nha. Đây, vũ khí ra trong này đợi ép phát sáng thì chúng ta sẽ tốn khoảng 3 thị tinh, nói chung là một bộ thị tinh, một ca vạn, với lại 5 cục đá phát sáng với 3 ca su. Này, 3 ca su. Đó. 3 ca su này, đó, thấy chưa? 3 ca su. Rồi một bộ thị tinh khắc màu, 5 cục đá phát sáng. Đó. Đó. Ok chưa? 5 cục đá phát sáng thì ở trên kiện cát thì bán một kim một cục nè, một kim một cục. Đó, thì anh em ép thì nếu mà tính sơ sơ anh em ép này 5 cục này thì hết 5 kim, với lại 3 ca su thì hết 8 kim. Thị tinh tầm này thì tầm 200 xu, thì một bộ nó khoảng tầm 600 xu đi, thì hết 8 kim xấu, 8 kim xấu với một ca dạng. Một ca dạng tầm này khoảng một kim hơn nè, khoảng một kim hai. Thì nói chung ép cái phát sáng này nó tốn khoảng tầm 10 kim nè, ép cái phát sáng này tốn khoảng tầm 10 kim đổ lại. Nếu như anh em mua đá phát sáng nó rẻ hơn một chút thì nó sẽ rẻ hơn tiền một chút nè. Đó, chung là tính dao động tầm này ép phát sáng thì tốn khoảng tầm, chính xác khoảng tầm dao động 10 kim đổ lại nè, 10 kim nguyên bảo đổ lại khoảng tầm 600 xấu cho khoảng tầm 700 nghìn đổ lại nè. Đó, ép phát sáng anh em tốn khoảng tầm 700 nghìn đổ lại. Nếu như anh em mua được những cục phát sáng này mua bên ngoài thì nó rẻ hơn vài trăm xu, thì nó dao động khoảng tầm 600-700 nghìn một lần ép nè. Đó, hiện tại bây giờ tiền dạng nó lên được 480, nên là dao động khoảng tốn 2 kim. Đó, cái tiền dạng này tốn khoảng 2 kim, này 5 kim, dưới cái này đó, nó là 10 kim mấy. Đó, 10 kim mấy, nhưng mà mình mua cái phát sáng nó rẻ lại thì nó sẽ tốn dao động khoảng 10 kim nha. Ok, khẽ mà anh em xem. Ta muốn phát sáng vũ khí, ta đọc hiểu nguyên liệu cần có, ta sẽ bỏ vào bên trong đúng không? Chắc mình bỏ, hay là bỏ vào bên trong, là bỏ khỏi, hay là bỏ cả vũ khí rồi ta, cả vũ khí thôi. Bạn cần có một lam gì? Cần có một viên lam thủy tinh vào ô mới có thể nâng cấp. À đâu? Bỏ một viên lam thủy tinh vào ô mới có thể nâng cấp à? À được rồi. Hay là nó bảo bỏ hết ta? À? À. Vậy là bỏ hết nguyên liệu bên trong rồi anh em ơi. Hãy nghĩ là bỏ hết nguyên liệu bên trong rồi. Nè. Đó. Anh em cứ xem Khải thử ép như thế nào, thử ép chơi nha anh em. Còn Khải đang test thử. Một là bỏ hết vô luôn, hai là chỉ bỏ nguyên liệu thôi, vũ khí ở ngoài rương. Đó. Đây Khải bỏ hết vô luôn. Nó báo gì nữa không? Rồi ok, thành công. Rồi bỏ hết vô rương nha anh em. Bỏ hết vô luôn, nguyên liệu này nọ bỏ hết luôn. Ok, bây giờ Khải sẽ mang phát sáng lên cho anh em xem và đi test đánh cho anh em xem. Nói chung ép hết khoảng tổng tốn khoảng 10 kim nè, 10 kim đổ lại. Đây. Cái phát sáng thì có gì khác hơn, có điều gì đặc biệt, rất đặc biệt đó nè. Thì tên này tí nữa Khải sẽ lên đảo. Đó, anh em thấy chưa? Giờ cái tay Khải nó sẽ có màu xanh lá cây. Đó, đường môn thì như vậy thôi anh em, cũng dạng như là đang mang một cái vũ khí hồn kim môn phái thôi. Đó, nhìn nó chắc hơn một tí nè. Đó, thì Khải ép vô cái nọ này, nọ tống kim cho nè. Rồi ok, giờ chúng ta sẽ hành động đánh. Đó, lần này đánh nó sẽ khác hơn lúc nãy nè. Đó, thấy chưa, nó sẽ vua tay từ vua trên bên dưới và vua ngang, nó khác lúc nãy hoàn toàn như nè, nó không giống như lúc ban đầu. Thì mang hiệu ứng này vào thì cái hành động nó cũng khác một tí. Đó, tự ngựa cái phi xuống anh em thấy không, hành động lúc này khác hoàn toàn, thấy chưa, nhìn thấy phơ hơn chưa. Chúng thì mọi phái nó sẽ có một hành động riêng đó. Như cái vũ khí này Khải ép vào thì cái hành động nó sẽ khác hoàn toàn ở cái hành động ban đầu. Đó,
từ trên đập xuống và đánh ngang. Rồi, ok. Chung là video này thì Khải muốn khoe anh em một tí, thì hôm nay Khải phát sáng cái vũ khí tống kim của Khải thôi. Đó, 3960. Cái này lúc trước Khải hóng bình hết 20 lần là tốn 20 mấy kim, với lại 3 lần là 3k kim của Foil này. Cái cây vũ khí này giao động của Khải từ F về nhìn nó thì tốn hết 30 kim, với lại phát sáng là gần 40 kim nè. Đó, cây vũ khí Khải gần 40 kim. Rồi, ok. Nói chung thì cảm ơn em đã theo dõi video này. Đừng quên cho một like chia sẻ nha em ơi. Bây giờ Khải sẽ lên bãi đánh vài phát cho anh em xem. Đó, vừa rồi bán ít kim, bán 10 kim, với lại một ít đá phát sáng nữa, bay mất gần hơn 10 mấy kim này. Rồi, nên cho anh em xem, đi trang cho anh em xem nha. Có gì đặc biệt không? Rồi, để auto đi một mẫu nữa. Rồi, đi đây. Auto sẵn rồi nè. Mình đánh cho vui rồi. À, vừa nhận dòng liên đấu luôn nè, em thấy chắc không? Hiện tại bây giờ thì đang bị game đang bị lỗi cái vấn đề là top 2 liên đấu này nọ đó, đang thiếu cái chữ nè. Đang báo là đều fit, có cái chữ liên đấu thì mình mới biết mình hạng bao nhiêu nè. Hôm nay chỉ có hiệu ứng thôi. Thiếu cái tên, thiếu cái tên là liên đấu hạng 2 nè. Cái gì rồi báo lại rồi có cái dòng tên bên trên mới thể hiện được đẳng cấp là mình đã liên đấu rồi nè. Đó. Ok, rồi Khải đi tìm đây. Ok, work. Đó, này đi chan là ok nè. Đó. Thì nói chung thì phát sáng nó chỉ vậy thôi anh em, nó đẹp hơn một tí thôi. Anh em nào thích thì ép, không ép thì thôi, cái này không có cấm nè, không có cấm, không ép anh em được. Server mà anh em, ví dụ nhiều anh em chơi thương thì anh em ép cái kích lên thì cái kích nó sẽ phát sáng như một cái kích hồng kim môn phái. Hoặc là anh em chơi chùy, đó, nếp chùy lên là anh em phát sáng cái chùy lên. Đó, hoặc anh em chơi đao thì anh em ép cái đao lên thì cái đao nó sẽ phát sáng rất là đẹp anh em. Anh em chơi kích cũng vậy thôi. Nói chung là môn kiếm cũng vậy, cái gì cũng vậy, đao kiếm này nọ thì nhiều trận thống kim anh em cũng thấy rồi. Có nhiều anh em tại sao cầm cái vũ khí nó là đẹp như vậy, thì đó là ép vũ khí phát sáng đó nè. Đó, tốn khoảng tầm 10 kim lâu lại là ép vũ khí phát sáng ấy. Đó anh em thấy chưa? Đó. Đánh khá là đẹp. Đó, nhìn rất là đẹp anh em. Rồi, anh em xem video thì đừng quên cho Khải một like chia sẻ anh em ơi. Hẹn anh em vào mỗi buổi tối 19 giờ 15 hàng ngày nha anh em, 7 giờ tối hàng ngày gặp lại nha. Cảm ơn anh em.